Vivo chào ngày mới đến tất cả quý vị khán giả trong nước và quốc tế kính thưa quý vị Như vậy là những ngày qua Ngài Thích Yên Tuệ, Minh Tuệ yêu mến của chúng ta Đã ẩn tu tại nhà trong một cái ngôi chùa nhỏ Ở cận nhà ven vườn cà phê Vâng, màn đất xa lai với rất nhiều con người Ở mọi miền của đất nước đã hướng về Ngài Thích Minh Tuệ với tình yêu mến và ngưỡng mộ, họ đến đây gặp Ngài, gia đình Ngài, bố mẹ Ngài với sự tri ân, với tình cảm của một người con à, muốn về à, gặp sư Minh Tuệ để nhìn thấy người bằng da bằng thịt. Phơ. Vâng. Chẳng đường mà Ngài Thích Minh Tuệ bộ hành trong năm 2024 với à, cái chiều dài từ Nam Chí Bắc rồi ngược lại. Hết sức là quân co, với nhiều xúc cảm dạt dào, với những ấn tượng khó phai. Để lại những hình ảnh đẹp đẽ trong lòng công chúng ở trong nước cũng như quốc tế. Chúng ta nhìn thấy bước chân của Ngài đi đến đâu, cũng nhận được sự thu hút rất là đông đảo của người dân hướng về Đạo Phật và tìm về với con đường thiện lương giữa thời đại mặt pháp người ta nhìn thấy cái cách tu của ngài thích minh tuệ là đúng đắn là ý nghĩa và con người dường như đã giác ngộ ra à một vị tu thì đã buông bỏ được tham sân si ở cõi đời không còn ham muốn dục vọng cũng không còn ham muốn những điều thị phi con người im lặng tìm về một trạng thái giao thoa Nơi trí tuệ đạt đến độ giao hòa và thấu hiểu lòng người Thấu hiểu nỗi đau của chúng sinh muôn nơi Nhìn xa xăm bước đường đi Giữa mùa hè đỏ lửa của mảnh đất miền trung cát trắng Đầy gió và mưa lũ quân năm Chúng ta nhìn thấy hình bóng của Ngài Thích Minh Tuệ Thấp thoáng đâu đó với những con đường đi qua, với những địa dân, những thôn, những xã, những phường, với tên của những con đường đã gắn liền với đôi chân trần của Ngài. Vâng. Một người tu mười 13 đầu đà với ba y phục, với một cái nồi cơm điền khất thực, với À, một cái sự buông bỏ không còn cúng dường cũng không còn nhận tiền ngày ăn một bữa vâng đấy là kiếp bộ hành của vị chân tu mang tên thích minh tuệ thật đẹp đẽ và tự hào chúng ta đáng kính biết bao với những suy nghĩ tâm can của ngài để giúp con người nhận ra dường như vật chất hôm nay đang xấu xa làm cho tinh thần của con người cũng tan rã rất nhiều và ngài như một cái ấn nắng ấm áp xua vào trái tim của mỗi chúng ta để chúng ta gạt bỏ đi chúng ta xua rủa đi những điều hôi thối bẩn thỉu những điều còn chưa tốt đẹp trong con người mình để quá trình thân lọc diễn ra chúng ta càng thanh lọc được những độc tố trong người, những tâm tính còn hết sức là tiêu cực, thì con người của chúng ta sẽ đạt đến những trạng thái tuyệt vời. Vâng, kính thưa quý vị, sang đường bộ hân của Ngài Thích Minh Tuệ còn rất nhiều những phong ba bảo tố. Chúng ta nhìn thấy những con đường đi qua, hết sức là cam go nơi mà nắng thì nắng quá mưa thì mưa quá rồi dòng người đổ theo vô cùng là đông đảo và dường như chúng ta cũng tận hưởng được những xúc cảm những cảm xúc giữa đời thường của một con người đã lôi cuốn được tất cả chúng ta để lại cho chúng ta những ấn tượng hết sức khó phai về một vị chân tu vị đại trong thế kỷ 21 này với một tấm lòng bao la, với một phòng hận thật cao cả, với một đức độ cần phải phát huy. Con đường tu đạo và tu học là một con đường lâu dài gian nan. Con đường đó không có đích đến bởi vì đích đến chính là những giá trị cao đẹp chân thiện nhận mà con người hướng đến. Đó là giá trị của sự phát triển cao của tình yêu thương bao la và một tinh thần đồng loại vô bờ bến, nơi mà con người luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau, san sẻ những cái giá trị phát triển thịnh vượng chung của thời đại. Đó cũng là những cái giá trị để phục vụ cho con người. Vật vâng, cuộc sống này tất cả cũng chỉ là vì phục vụ con người mà thôi. Và cuối cùng thì con người cũng phải buông bỏ để về với thế giới bên kia khi không có nắm gì cả cuộc đời sinh ra với những tiếng khóc và kết thúc cuộc đời với những nụ cười rạng người trên môi ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dần phần ai cuộc đời có đúng có sai cuộc đời cũng có những tích cực và tiêu cực quan trọng là chúng ta cố gắng phát huy những giá trị tích cực tốt đẹp, yêu thương, phát triển, nỗ lực phi thường của con người để vượt qua những phong ba bảo tố. Những điều còn hạn chế là những nhược điểm của con người của chúng ta trong tiến trình tiến hóa và phát triển của xã hội loài người, đi từ xã hội nguyên thủy rồi đến chế độ chiếm nô rồi đến xã hội phong kiến và tư bản chủ nghĩa và bây giờ là xã hội chủ nghĩa kính chúc quý vị ngày mới an lạc và hạnh phúc